Sau khi Tổng thống Biden dừng chiến dịch tranh cử và ủng hộ bà Harris đối đầu với ông Trump, diễn biến của cuộc đua về Nhà Trắng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tuy mới xuất phát, nhưng đối thủ của ông Trump lại nhận được khá nhiều sự ủng hộ và có những thành tích khiến dân tình phải giật mình. Với lịch trình dài đặc cho chiến dịch tranh cử cùng sự ủng hộ của đông đảo cử tri, đây có lẽ sẽ là hồi chuông gửi đến cựu Tổng thống Mỹ, buộc ông cần tích cực và có nhiều đột phá hơn nữa nếu không muốn để vụt mất ngai vàng trong cuộc đua về Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh vận động tranh cử, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris sắp có bài phát biểu đầu tiên về chính sách với tư cách là ứng viên Tổng thống. Vào khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2024, tức 3 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2024 theo giờ Việt Nam, tại thành phố Asheville thuộc bang chiến địa Bắc Carolina, Mỹ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có bài phát biểu nhằm công kích chính quyền Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về kinh tế. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho hay, trong bài phát biểu đó, ông Trump sẽ chỉ ra những khó khăn kinh tế do chính quyền Harris-Biden gây ra. Asheville thuộc chuỗi các điểm dừng chân trong cuộc vận động tranh cử sắp tới của ông Trump theo chủ đề cụ thể. Đến ngày 17 tháng 8 năm 2024, ông Trump sẽ đến thành phố Queens-Cass-Barre thuộc bang Pennsylvania, dự kiến có bài phát biểu tập trung vào giá tiêu dùng, tội phạm và nhập cư. Trước đó, cựu Tổng thống Trump cho hay ông không có kế hoạch tổ chức các sự kiện vận động tranh cử tại các bang chiến địa cho đến sau Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào tuần tới. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa đã gây sức ép buộc ông Trump phải làm nhiều hơn nữa để chứng tỏ ông có thể đuổi kịp bà Harris và phó tướng liên danh tranh cử của bà là Thống đốc Tim Kaine, sau khi cặp đôi này thu hút rất đông người đến các sự kiện của họ. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley ngày 13 tháng 8 năm 2024 cho rằng, nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024, Đảng Cộng Hòa cần có sự thay đổi nghiêm túc, tập trung vào những nhóm cử tri mà họ có thể giành được sự ủng hộ trước bà Harris trong các cuộc thăm dò. Bà Haley còn cho rằng, ông Trump nên ngừng thảo luận về những vấn đề phù phiếm như so sánh quy mô đám đông mà nên tập trung vào các vấn đề chính sách để thu hút cử tri. Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump có sự thay đổi đáng kể trong 2 tuần qua, giúp thu hẹp khoảng cách chi tiền quảng cáo với chiến dịch của bà Harris. Thống kê chỉ ra rằng, chiến dịch của ông Trump đã chi tổng cộng 13 triệu đô la Mỹ ở 6 bang chiến địa Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, so với 16,5 triệu đô la Mỹ được chi bởi chiến dịch của bà Harris. Trước đó, từ ngày 3 tháng 6 năm 2024 đến ngày 28 tháng 7 năm 2024, chiến dịch của ông Trump chi chưa tới 230.000 đô la Mỹ cho quảng cáo ở 6 bang chiến địa, trong khi chiến dịch của bà Harris được ông Biden chuyển sang chi gần 65 triệu đô la Mỹ. Kể từ khi Tổng thống Biden tối 21 tháng 7 năm 2024 tuyên bố dừng tái tranh cử và ủng hộ bà Harris làm ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Harris đã nhận được nhiều sự ủng hộ và vượt qua ông Trump trong một số cuộc thăm dò. Nhiều người Mỹ tin rằng bà Harris có thể xử lý nền kinh tế tốt hơn ông Trump với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 42% và 41% theo cuộc thăm dò của Đại học Michigan. Đây là cuộc thăm dò ý kiến lớn đầu tiên liên quan cuộc bầu cử cho thấy Đảng Cộng Hòa đang tụt hậu về vấn đề kinh tế. Dự kiến vào ngày 16 tháng 8 năm 2024 tại thành phố Raleigh thuộc Bắc Carolina, bà Harris sẽ có bài phát biểu đầu tiên tập trung vào chính sách với tư cách là ứng viên Tổng thống. Chiến dịch của bà Harris cho hay tại Raleigh, bà đã vạch ra kế hoạch giảm chi phí cho các gia đình trung lưu và giải quyết nạn đầu cơ giá cả của các công ty. Bài phát biểu này sẽ được theo dõi chặt chẽ để xem bà Harris có phong cách và chính sách khác với ông Biden như thế nào. Trước đó, bà Harris tuyên bố ủng hộ việc xóa bỏ thuế đối với tiền bà, lập trường tương tự như ông Trump. Bà sẽ tổ chức một sự kiện tại Nhà Trắng với ông Biden vào tối ngày 15 tháng 8 năm 2024, được cho là sẽ tập trung vào chi phí chăm sóc sức khỏe, theo Reuters. Một quan chức thuộc chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris hôm qua cho hay, Cục Điều tra Liên bang FBI đã thông báo trong tháng 7 năm 2024 rằng chiến dịch của bà bị hoạt động gây ảnh hưởng của một thế lực nước ngoài nhắm tới. Vị quan chức khẳng định, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ và không nhận thấy bất kỳ vi phạm an ninh nào đối với hệ thống của chúng tôi do những nỗ lực đó gây ra.
chưa có thông tin về phản ứng của FBI đối với tiết lộ từ chiến dịch của bà Harris. Ngày 12 tháng 8 năm 2024, FBI cho hay họ đang tiến hành cuộc điều tra sau khi chiến dịch của ông Trump nói rằng họ đã bị tấn công mạng và cáo buộc Iran đứng sau. Tehran đã phủ nhận cáo buộc đó. Thời gian gần đây, có thể nói hai ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế của chủ nhân Nhà Trắng đang nỗ lực không ngừng để chuẩn bị cho công cuộc về đích của mình, vì thời gian chỉ còn khoảng 3 tháng nữa. Mặc dù bà Harris nhận được khá nhiều sự ủng hộ, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận những cố gắng của cựu Tổng thống Donald Trump. Xét công bằng mà nói, thì trận đấu vẫn khá gay cấn, không thể đoán trước được kết quả. Hai ứng viên tổng thống hàng đầu cho vị trí tổng thống Mỹ là cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris gấp rút chuẩn bị cho giai đoạn nước rút trong bối cảnh bầu cử Mỹ chỉ còn 3 tháng nữa là diễn ra, song được dự đoán sẽ còn nhiều biến số. Bình luận về lịch trình dày đặc của bà Harris, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà, ông James Singer nói rằng phó tổng thống đã giành được mọi phiếu bầu nhờ các đợt vận động trong tuần qua. Ông Singer nói, chiến dịch của chúng tôi tập trung vào những gì giúp đoàn kết nước Mỹ, cơ hội tự do và tình yêu đất nước. Ông Singer nhấn mạnh rằng cựu Tổng thống Donald Trump quá lười biếng đến mức chỉ ở trong dinh thự riêng tại Florida suốt tuần qua. Ông Singer đề cập việc cựu Tổng thống Trump thời gian qua tổ chức khá ít các buổi vận động tranh cử. Ông Trump chỉ có một buổi vận động tại bang Montana và một bài phát biểu từ nhà riêng ở Florida. Phản hồi vấn đề này, ông Stephen Cheung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump nói, cựu Tổng thống Trump có lịch trình di chuyển dày đặc, bao gồm các cuộc vận động gây quỹ trong tuần tới. Ông ấy tổ chức nhiều sự kiện vận động tranh cử hơn bà Harris và ông Warren cộng lại. Theo thông tin được ghi nhận, sau khi bị ám sát hụt, ông Trump giảm bớt lịch vận động tại các bang nhưng tăng cường trả lời phỏng vấn với truyền thông. Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Jill Devine, phó tướng của ông Trump tuần qua tích cực vận động tại nhiều bang chiến địa như Philadelphia, Michigan và Wisconsin. Bên cạnh tăng cường số lượng các buổi vận động, nội dung vận động của các ứng cử viên thời gian gần đây cũng rõ ràng, cụ thể hơn trước. Đối với bà Harris, nữ phó tổng thống tập trung vào các vấn đề đối nội được nhiều người Mỹ quan tâm như giải quyết băng đảng, tội phạm ma túy xuyên quốc gia, quản lý súng đạn và phá thai. Về đối ngoại, bà Harris đảm bảo rằng Mỹ sẽ ủng hộ Israel nhưng đồng thời cam kết làm việc để bảo vệ dân thường ở Gaza. Ở phía ông Trump, bên cạnh việc chỉ trích bộ đôi Harris-Warren như vẫn thường thấy, ông Trump cũng đề cập vấn đề lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khi phát biểu tại Florida. Về kết quả thăm dò bầu cử Mỹ, theo khảo sát của trang Real Clear Politics thực hiện tại các bang chiến trường tính tới ngày 8 tháng 8 năm 2024, bà Harris dẫn trước ông Trump 0,5%. Con số này tốt hơn so với vị trí của Đảng Dân Chủ cách đây 3 tuần khi bà Harris mới khởi động tranh cử. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều so với vị trí của Đảng Dân Chủ cách đây 4 năm, khi đó ông Biden dẫn trước ông Trump đến 7%. Dự đoán về kết quả bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm 2024, các chuyên gia cho rằng cuộc đua đã trở nên khó đoán, chứa đựng nhiều ẩn số và kết quả sẽ rất xiết sao sau sự kiện ông Biden rút lui để bà Harris bước lên vũ đài đấu với ông Trump. Theo ông Gary Rose, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Syracuse, Mỹ cho rằng, tôi ước mình có thể dự đoán mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào, nhưng tôi không thể. Theo tôi, cuối cùng thì những cử tri trung lập sẽ là người quyết định kết quả, đặc biệt là những cử tri còn đang phân vân ở khoảng 6 bang chiến trường. Chuyên gia này cho rằng tỷ lệ phiếu bầu của hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới sẽ rất sát sao vì nhiều cử tri dù không thích bà Harris nhưng sẽ bầu cho bất cứ ai là đối thủ của ông Trump. Đồng quan điểm trên, giáo sư Ronald Jurin của Đại học Connecticut, Mỹ cho rằng bà Harris sẽ biến thực tế này thành chiến thuật. Ông Jurin nói, bà ấy sẽ cố gắng hết sức để đưa cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý với ông Donald Trump. Theo ông Jurin, các bang sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử Mỹ năm nay là Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Georgia và North Carolina. Một sự kiện được cho là sẽ góp phần quan trọng trong việc quyết định kết quả bầu cử Mỹ chính là cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris vào ngày 10 tháng 9 năm 2024 tới đây. Đối với ông Trump, phiên tranh luận sẽ là cơ hội để cựu Tổng thống kết thúc tuần trăng mật của bà Harris. Theo ghi nhận, ông Trump nhiều khả năng sẽ chọn chiến thuật công kích cá nhân bà Harris và những thành tích của bà trong nhiệm kỳ phó tổng thống, tương tự như những gì ông Trump đã làm trong phiên tranh luận trước đó với ông Biden.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng chiến thuật này có thể phản tác dụng và bị cho là khinh miệt phụ nữ. Còn với bà Harris, nữ chính trị gia cần tận dụng phiên tranh luận này để chứng minh với các cử tri rằng bà đủ khả năng để đấu sòng phẳng với ông Trump. Đây cũng là cơ hội để bà nới rộng khoảng cách sít sao hiện tại với đối thủ từ đảng Cộng Hòa. Theo giới quan sát, mọi dự đoán hay khảo sát đều có thể đảo chiều sau trận đấu quan trọng này. Trận đua về Nhà Trắng sắp đến hồi kết, những bước ngoặt mới liên tiếp xuất hiện, tạo thử thách cho các ứng viên. Cả hai đều đang cố để làm chủ cuộc chiến và giành phần lợi về phía mình. Và trước sự nỗ lực của cả ông Trump và bà Harris, liệu rằng ai sẽ được lòng cử tri và tiến thẳng vào Nhà Trắng? Và với một ứng viên mới, trẻ và năng động hơn mình, ông Trump sẽ có kịch bản nào mới để đối phó ngoài những chiến thuật cũ đã dùng với đương kim Tổng thống Biden? Mười bảy ngày liên tục diễn ra những điều hiếm thấy trong lịch sử Mỹ đã làm đảo lộn lộ trình thênh thang của cựu Tổng thống Donald Trump. Từ khoảnh khắc ông bước lên sân khấu Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee, con đường tiến tới chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của ông Trump có vẻ đã quá rõ ràng. Thời điểm đó, Đảng Cộng Hòa với tinh thần thống nhất cao đã tập hợp xung quanh ông Trump sau khi ông sống sót trong vụ ám sát. Trong khi đó, đối thủ của ông là Tổng thống Joe Biden rơi vào cảnh bị sụt giảm ủng hộ, tốc độ gây quỹ chậm chạp vì rất nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về sức khỏe của ông. Và rồi cuộc đua giành ghế Tổng thống năm 2024 đã bị đảo lộn hoàn toàn. Ông Trump đi chệch hướng với bài phát biểu tại bế mạc Đại hội Đảng Cộng Hòa, đưa ra những ý kiến gay gắt mang tính đảng phái, khiến lời kêu gọi đoàn kết mà ông đưa ra trước đó bị suy yếu. 3 ngày sau, Tổng thống Biden rời khỏi đường đua. Đảng Dân Chủ nhanh chóng tập hợp xung quanh Phó Tổng thống Kamala Harris và bà nhanh chóng bật lên trong hoạt động kêu gọi quyên góp. Trong lúc Đảng Dân Chủ giành lại thế chủ động, ông Trump lại bị vạ lây vì những phát biểu trước đây của người cùng tranh cử với ông, Thượng nghị sĩ J.D. Vance, tỏ ý coi thường những bà cô không con ở với mèo. Bà Harris khiến nhóm hỗ trợ chiến dịch của ông Trump phải vật lộn tìm ra chiến lược nhất quán để đối phó. Trong bối cảnh đó, ông Trump xuất hiện tại hội nghị của Hiệp hội Nhà báo da đen quốc gia ở Chicago hôm 31 tháng 7. Tại sự kiện đó, ông Trump đưa ra những thông tin sai về chủng tộc của bà Harris, tuyên bố rằng Phó Tổng thống Harris, con gái của những người nhập cư từ Ấn Độ và Jamaica, giờ muốn được biết đến là người da đen sau nhiều năm chỉ quảng bá di sản Ấn Độ. Phát biểu này vấp phải nhiều chỉ trích. Đến nay, lợi thế trên đường đua tiếp tục thuộc về bà Harris. Bà Harris đã nhanh chóng loại bỏ lợi thế của ông Trump so với Tổng thống Biden trong các cuộc thăm dò ý kiến và gây quỹ trước đây. John McLaughlin, người thực hiện nhiệm vụ thăm dò ý kiến cho chiến dịch của ông Trump, phát biểu trong chương trình Inside Politics của CNN ngày 2 tháng 8, đang có một sự thay đổi trên đường đua ngay lúc này. Những diễn biến dồn dập trong 2 tuần qua khiến những người chán nản với Đảng Dân Chủ đột nhiên cảm thấy niềm lạc quan mới, trong khi những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa tự hỏi liệu sự đoàn kết mà họ mới thấy tháng trước có thể tiếp tục duy trì hay không. Bà Harper West ở quận Oakland, bang Michigan là người đã đi từng nhà trong nhiều tháng qua để vận động cho Đảng Dân Chủ, nhưng không thấy sự quan tâm nồng nhiệt. Tuy nhiên, bà cho biết tất cả đã thay đổi ngay từ khoảnh khắc ông Biden rút lui và ủng hộ bà Harris làm Tổng thống. Bà West nói, tôi đã vận động cử tri trong khoảng 50 năm. Trong đời tôi, Đảng Dân Chủ chưa bao giờ thay đổi ứng cử viên muộn như vậy. Bà cho biết, thực sự có rất nhiều phấn khích về Phó Tổng thống Harris. Tôi chưa quen với điều đó. Rất nhiều người phấn khích. Trong nhiều tháng trước, những người xung quanh ông Trump cảm thấy như thể ông không thể thua. Số tiền quyên góp ủng hộ ông tăng vọt, kể cả sau khi ông bị tòa án ở New York kết tội trọng tội. Chiến dịch của ông Trump đã dành 2 năm qua để xây dựng chiến lược đối phó với đương kim Tổng thống 81 tuổi, bao gồm việc chi hàng chục triệu đô la vào dữ liệu, mô hình hóa và quảng cáo nhắm thẳng vào Tổng thống Biden. Các cố vấn của ông Trump khẳng định chiến dịch của ông đã sẵn sàng cho sự thay đổi tiềm tàng từ lâu trước khi ông Biden chính thức bỏ cuộc. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị, nhóm của ông Trump đến nay vẫn chưa tìm được thông điệp nhất quán về Phó Tổng thống Harris. Ông Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Atlanta ngày 3 tháng 8.
Chúng tôi phải nỗ lực hết sức để định nghĩa bà ấy. Tôi thậm chí không muốn định nghĩa bà ấy. Tôi chỉ muốn nói bà ấy là ai. Bà ấy là một chương trình kinh dị. Bà ấy sẽ phá hủy đất nước chúng ta. Không chỉ bị Phó Tổng thống Kamala Harris đã giật cờ và đảo lộn thế trẻ tre, ông Trump còn bị cựu nghị sĩ Cộng hòa Rick Lehman, người từng hai lần được ông Trump ủng hộ tranh cử, quay lưng lên tiếng tán thành bà Harris và chỉ trích cựu Tổng thống thèm khát quyền lực. Cựu nghị sĩ Denver Rickman nêu trong tuyên bố do chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris đưa ra ngày 4 tháng 8. Tôi rất đau lòng và bàng hoàng khi chứng kiến chúng ta suýt đánh mất nền dân chủ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 chỉ bởi một người là Donald Trump. Rickman viết tiếp, tôi đã nhận ra nỗi thèm khát quyền lực, mong muốn trả thù và trừng phạt của Trump là động lực thực sự để ông ấy tranh cử. Đó là lý do tôi không thể khoanh tay đứng nhìn khi Trump đang cố hủy hoại đất nước chúng ta. Rickman, cựu sĩ quan tình báo không quân và chủ một nhà máy rượu, từng là nghị sĩ đại diện cho một khu vực bầu cử ở bang Virginia trong 2 năm. Trong cuộc bầu cử năm 2020, Rickman để thua đối thủ Bob Good trong vòng sơ bộ sau khi gây tranh cãi vì làm chủ hôn cho một đám cưới đồng giới. Dù không còn nắm ghế nghị sĩ, ông được mời làm thành viên cấp cao trong Ủy ban Hạ viện điều tra vụ bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tuyên bố của Rickman thừa nhận ông bất đồng với Phó Tổng thống Harris trong một số vấn đề, nhưng ủng hộ mục tiêu của bà về bảo vệ các quyền tự do cơ bản, thể chế dân chủ và vị thế của chúng ta trong một thế giới đầy thách thức. Ông cho hay, tôi sẽ sát cánh cùng bà ấy và hàng triệu người khác đang nỗ lực đánh bại Donald Trump. Những cử tri Cộng hòa phản đối thái độ kỳ thị phụ nữ, hành vi phạm tội và sự ủng hộ mù quáng của Trump dành cho dự án 2025 sẽ sát cánh cùng chúng tôi trong việc bầu ra một lãnh đạo quyết liệt đại diện cho toàn thể nước Mỹ. Dự án 2025 được Heritage Foundation công bố hồi tháng 4 năm ngoái là tài liệu khoảng 900 trang do Viện Chính sách có trụ sở ở Washington này biên soạn, nhằm vạch lộ trình để giúp ông Trump có thể điều hành đất nước theo đường lối bảo thủ nếu tái đắc cử. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 4 tháng 8, Rickman cho rằng nhiệm kỳ thứ 2 của Trump sẽ là mối nguy hiểm đối với người dân Mỹ và gây hỗn loạn toàn cầu. Quan điểm ôn hòa phải là nền tảng. Tội phạm phải bị loại trừ, cựu nghị sĩ cho hay. Chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Rickman. Chiến dịch của bà Harris công bố thông điệp của Rickman như một phần sáng kiến người Cộng hòa ủng hộ Harris nhằm vào các thành viên Cộng hòa bất mãn với Trump. Theo đó, thư ký báo chí Nhà Trắng thời Trump là Stephanie Grisham, cựu cố vấn an ninh quốc gia cho cựu phó tổng thống Mike Pence, Olivia Choi và các cựu nghị sĩ Christopher Chase, Joe Walsh, Susan Molinari, Adam Kinzinger cũng ủng hộ bà Harris. Tuy nhiên, những người này không đưa ra thông điệp chỉ trích Trump gay gắt như Rickman. Lợi dụng việc cựu Tổng thống Donald Trump đang rơi vào tình thế lâm nguy khi bị nhiều người quay lưng công kích, bà Harris lập tức chớp cơ hội triển khai chiến dịch thu hút sự ủng hộ từ những cử tri Cộng hòa không ưa ông Trump nhằm giành thêm lợi thế trong cuộc đua. Cựu nghị sĩ Denver Rickman cho biết trong tuyên bố được chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris công bố ngày 4 tháng 8, tôi đã nhận ra nỗi thèm khát quyền lực, mong muốn trả thù và trừng phạt của Donald Trump là động lực thực sự để ông ấy tranh cử. Đó là lý do tôi không thể khoanh tay đứng nhìn khi Trump đang cố hủy hoại đất nước chúng ta. Điều đặc biệt là những lời công kích ông Trump quyết liệt như vậy không phải đến từ một người thuộc phe dân chủ. Rickman là thành viên Đảng Cộng Hòa, từng hai lần được ông Trump ủng hộ trong các cuộc tranh cử vào Hạ viện. Thông điệp chỉ trích Trump của Rickman là một phần trong sáng kiến người Cộng Hòa ủng hộ Harris nhằm vào các thành viên Cộng Hòa bất mãn với cựu Tổng thống. Sáng kiến được chiến dịch tranh cử của bà Harris triển khai từ ngày 4 tháng 8 nhằm thu hút sự ủng hộ từ những người ghét Trump bên trong Đảng Cộng Hòa. Đây là chiến dịch nằm trong chiến dịch theo đội ngũ của bà Harris. Sáng kiến đã thu hút được hơn 25 thành viên, gồm nhiều cựu nghị sĩ và một số cái tên nổi bật trong Đảng Cộng Hòa như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ray LaHood.
Những người này sẽ xuất hiện trong các cuộc vận động của Phó Tổng thống Harris trong tuần này tại các bang chiến trường Arizona, Bắc Carolina và Pennsylvania. Bà Harris muốn dựa vào những người có tiếng nói trong Đảng Cộng Hòa để chĩa mũi dùi vào ông Trump, đặc biệt là nhóm cử tri từng ủng hộ bà Nikki Haley trong vòng bầu cử sơ bộ. Bà Haley dừng tranh cử hồi tháng 3 nhưng vẫn có hàng trăm nghìn cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu cho bà tại những cuộc bầu cử sơ bộ sau đó. Hãng tin AP nhận định chiến dịch Harris đang tìm cách thiết lập một cơ chế thông suốt dành cho những cử tri Cộng Hòa muốn bỏ phiếu cho bà Harris nhưng e ngại bị quy kết là phản bội đảng. Yếu tố cốt lõi của nỗ lực này là tạo cơ hội để các cử tri Cộng Hòa có chung quan điểm được tương tác với nhau. Theo Austin Weatherford, giám đốc phụ trách nỗ lực tiếp cận Đảng Cộng Hòa của bà Harris, chúng tôi muốn người Cộng Hòa nói chuyện với người Cộng Hòa. Cách tốt nhất để một cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu cho bà Harris là nghe lời khuyên từ một cử tri Cộng Hòa có cùng lựa chọn. Weatherford từng là chánh văn phòng của cựu nghị sĩ Cộng Hòa bang Illinois Adam Kinzinger. Kinzinger ủng hộ cặp Biden-Harris từ trước khi Tổng thống Joe Biden rời cuộc đua, sau đó chuyển sang ủng hộ bà Harris. Kinzinger nói, là một người bảo thủ đầy tự hào, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ủng hộ ứng viên dân chủ làm Tổng thống. Nhưng tôi biết Phó Tổng thống Harris sẽ bảo vệ nền dân chủ của chúng ta và đảm bảo Donald Trump không trở lại Nhà Trắng. Chiến dịch của bà Harris còn chạy quảng cáo hướng tới nhóm người xem nhất định, tổ chức các sự kiện theo chủ đề để thuyết phục cử tri rằng bà Harris không phải là một người San Francisco cực đoan, còn ông Trump cùng những người khác đã thay đổi. Trong bối cảnh các ứng viên bám đuổi nhau xít sao, chiến dịch của bà Harris hy vọng nhóm cử tri Cộng Hòa không ưa ông Trump và cử tri độc lập có thể giúp Phó Tổng thống tạo ra khác biệt ở những bang chiến trường quan trọng. Chiến dịch được thúc đẩy sau khi cựu Tổng thống Trump đưa ra những phát biểu công kích cá nhân và nhắm vào chủng tộc của bà Harris, điều được cho là không phù hợp với giá trị của nhiều thành viên Cộng Hòa. Theo Weatherford, những tuyên bố cực đoan của ông Trump gây bất bình cho hàng triệu cử tri Cộng Hòa, những người cho rằng đảng này không còn đại diện các giá trị của họ và sẽ bỏ phiếu chống lại ứng viên đề cử. Ông Weatherford cho biết chiến dịch sẽ xuất hiện và dành thời gian mỗi ngày để tìm kiếm lá phiếu từ những cử tri Cộng Hòa, đặt lợi ích đất nước lên trên đảng phái và hiểu mọi người dân Mỹ xứng đáng có một tổng thống sẽ bảo vệ tự do cho họ. Một tổng tư lệnh sẽ đặt lợi ích tốt nhất cho người dân Mỹ lên trên hết. Trong khi đó, ông Trump không dành nhiều nỗ lực để thuyết phục nhóm cử tri Cộng Hòa, Trung Dung hay cử tri dân chủ đổi phe. Rạn nứt trong quá khứ giữa ông với các lãnh đạo Cộng Hòa phần nào được thể hiện tại Đại hội Toàn quốc ở Milwaukee, bang Wisconsin tháng trước khi không có cựu ứng viên Tổng thống hay Phó Tổng thống nào tham dự. Nhiều lãnh đạo Cộng Hòa đã bày tỏ lo ngại về ông Trump nhưng không ủng hộ ông Biden hay bà Harris. Trong số này có Mike Pence, cấp phó của ông Trump trong nhiệm kỳ 2017-2021. Cựu phó tổng thống cũng đang được chiến dịch Harris nhắm đến. Nếu ông Pence đang lắng nghe, tôi kêu gọi ông hãy làm điều đúng đắn. Olivia Choi, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Pence, nói ngày 4 tháng 8, kêu gọi ông lên tiếng ủng hộ bà Harris. Bà Choi rời Nhà Trắng năm 2020 và trở thành một trong những người chỉ trích mạnh mẽ chính quyền ông Trump. Choi đã tham gia chiến dịch người Cộng Hòa ủng hộ Harris. Bà cho rằng cuộc bầu cử năm nay là ván cực lớn, không đáng để tính đảng phái ảnh hưởng đến sự tự do và hiến pháp của chúng ta. Choi bổ sung, sau cùng, lý tưởng của Đảng Cộng Hòa là vì quyền tự do. Đó là những gì bà Harris đang cố thực hiện. Bà ấy đang tìm cách thiết lập một liên minh để chúng ta có thể bảo vệ những quyền này. Stephanie Grisham, cựu thư ký báo chí của ông Trump, cũng ủng hộ bà Harris. Tôi có thể không đồng tình với Phó Tổng thống Harris trong mọi vấn đề, nhưng tôi biết bà ấy sẽ đấu tranh vì tự do của chúng ta, bảo vệ nền dân chủ và đại diện cho nước Mỹ một cách tôn nghiêm trên trường quốc tế, bà Grisham nói.